ngày 25 tháng 10, công ty cổ phần nước sạch sáng sông Đà Di Cơ Sơ đã có thông cáo báo chí tự nhận nghĩa vụ của đơn vị và xin lỗi khách hàng về sự cố dầu A Quang bị đổ trộm tràn vào nguồn nước tạo ra của công ty này tại Hòa Bình. Theo Di Cơ Sơ, đơn vị đã hoàn tất khắc phục sự cố để đủ điều khiếu nại cung ứng nước sạch sẽ quay về cho khách hàng, đồng thời xác định được nguyên nhân, bản chất vụ việc, trên cơ sở đó tấn công lạnh lẽo thiếu sót và nhìn nhận nghĩa vụ của mình. Đối với chất lượng nước, căn cứ trên các mẫu xét nghiệm nước các ngày 14, 16, 18, 10 cho thấy, nước sông Đà đảm bảo các tiêu chí theo quy chuẩn chất lượng của Bộ Y tế, bình an để người dân sử dụng vào mục đích sinh hoạt, ăn uống. Đơn vị này cho hay, khi xảy ra sự cố nước nhiễm dầu vào đầu tháng 10 vừa qua, đã huy động công nhân, nhân công thuê ngoài và thuê Trung tâm ứng phó sự cố môi trường Việt Nam SOF, tổ chức vớt dán, sử dụng phao, gói hút đầu chuyên dụng để hút dầu trên khu vực đầu nguồn. Đồng thời, đổ than hoạt tính trên hơn 3 km kênh dẫn vào biển chứa, nạo vét toàn thể lớp đất đá dinh dầu và bùn ao trên toàn thể khu vực nhiễm dầu, kể cả bùn ao của các hộ dân lân cận. Cùng với đó, xúc xả toàn thể tuyến ống truyền Nga Quan, bể chứa trung gian, bể chứa tại trạm điều tiết của công ty và khách hàng, thay mới toàn thể các lọc tại địa điểm các bể lọc và phối hợp với các đơn vị phân phối nước để xúc xả tuyến ống và bể chứa của khách hàng. Về việc xác định nguyên nhân vụ việc, công ty này cho biết, thông tin từ các cơ quan tác dụng đến thời điểm này cho thấy, sự cố tóm nguồn từ hành vi đổ một lượng lớn dầu A Quan vào nguồn nước trong khi công ty chưa có kịch bản ứng phó thích hợp với tình huống khẩn cấp. Do loài người cố tình gây ra, dẫn đến thấp thỏm trong xử lý ban đầu, gây ra những đảo lộn trong sinh hoạt bình soàn xỉn của người dân, thông cáo nêu. Trong bản thông cáo này, Zico lập luận là một doanh nghiệp đơn vị ý thức rằng sự thấp thỏm của khách hàng và sự hoang mang của loài người mới là tổn thất lớn nhất. Chúng tôi xin được cung ứng nước vì trong kỳ xảy ra sự cố tương đương một tháng tiền nước, thông cáo của Zico nhấn mạnh. Zico cam kết sẽ có phương án ứng phó cho tất cả tình huống khẩn cấp, căn cứ trên các phương án đó lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị và tuyển dụng, đào tạo nhân sự nhằm đảm bảo cung ứng nước ổn định cho người dân với chất lượng đáp ứng quy chuẩn của Bộ Y tế ban hành. Công ty đầu tư nước sạch sẽ sông Đà mong muốn thông qua các cơ quan thông tin báo chí gửi đến người dân, khác biệt là những người bị ảnh hưởng trực tiếp từ sự cố, lời xin lỗi và cầu mong được lượng thứ, nội dung văn bản nêu thêm. Đây được coi là lần trước tiên đơn vị này gửi lời xin lỗi đến người dân Hà Nội sau hơn nửa tháng xảy ra sự cố ô nhiễm dầu A Quang. Từ ngày 10 tháng 10, người dân các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai phát hiện nước sinh hoạt có mùi dầu hắc như dầu cháy. Trước đó, cơ quan tác dụng xác định một chiếc xe A Quang chở dầu nhớt A Quang đã đổ trộm vào khe núi thôn Phú Minh, huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình. Mưa to làm dầu lan vào kênh dẫn của nhà máy nước sạch sẽ sông Đà. Cán bộ công ty phát hiện dầu A Quang từ sáng sủa 9:10 nhưng không báo cơ quan tác dụng. Ngày 11 tháng 10, đoàn kiểm tra liên ngành lấy mẫu nước xét nghiệm, dự kiến có hậu quả sau 7 ngày. Nhưng chỉ 4 ngày sau, thị trấn thông báo nước bị nhiễm độc chỉ nên dùng tắm giặt, không nấu nướng ăn. Nước sạc sẽ bị ô nhiễm làm đảo lộn cuộc sống của 250.000 hộ dân Hà Nội. Ngày 22 tháng 10, thành phố Hà Nội thông báo nước sông Đà có thể ăn uống nhưng nhiều cư dân chưa dám sử dụng nước này mà vẫn dùng nước bình đóng chai. Cũng liên quan đến vụ việc đổ trộm dầu A Quang, cơ quan công an đã khởi tố vụ án và khởi tố lệnh tóm tạm giam 2 tháng để đáp ứng công tác điều tra đối với 3 bị can thực hiện hành vi xả chất A Quang. 3 đối tượng gồm Lý Đình Vũ 1982, Nguyễn Chân Đại 1994, cùng trú tại thôn Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh, và Hoàng Văn Thám 1986, trú tại thôn Chi Lễ, huyện Văn Quan, Lạng Sơn, bị tóm về tội gây ô nhiễm môi trường, theo khoản 2, điều 235 Bộ Luật Hình Sự năm 2015. Nguồn dầu A Quang cũng được xác định tuồn ra từ công ty cổ phần gốm sứ Thanh Hà cách thực hiện Phú Thọ,